Bạn điều hay xin kính chào quý khán giả. Quý vị thân mến, quý vị có đồng ý với tôi rằng phẫu thuật thẩm mỹ hiện đang là một công nghệ phổ biến, hiện đại bậc nhất và được nhiều người quan tâm, lựa chọn phải không ạ? Nhiều người thường tìm đến với phẫu thuật thẩm mỹ để khắc phục những đặc điểm chưa cân đối, không vừa mắt của mình với mong muốn mình được đẹp và hoàn thiện hơn trong mắt bản thân và mọi người xung quanh. Thế nhưng, ít ai biết rằng phẫu thuật thẩm mỹ như con dao hai lưỡi có thể giúp những người tướng xấu bớt phần xui xẻo, nhưng ngược lại, những người đang mang nét tướng tốt nhưng thấy không hợp mắt, hợp thời trang nên chỉnh sửa, cuối cùng phá tan vận may mà mình đang có, khiến cho cuộc đời đi theo một hướng hoàn toàn khác. Có 4 đặc điểm trên gương mặt mà các nhà nhân tướng học khuyến cáo chúng ta không nên chỉnh sửa, nếu không muốn bạc phúc, hao tổn nặng nề. Cụ thể, đó là 4 đặc điểm gì? Mời quý vị cùng theo dõi trong video sau đây của Vạn Điều Hay. Nhân tướng học gọi việc phẫu thuật thẩm mỹ, can thiệp dao kéo để chỉnh sửa gương mặt là phá tướng. Phá tướng ở đây không phải là phá hoại tướng mạo, mà là làm thay đổi tướng mệnh, từ đó làm thay đổi vận mệnh. Tướng tùy tâm sinh, đây là một sự thật được công nhận bởi hầu hết các nhà nhân tướng học. Nếu tiến hành chỉnh sửa, phẫu thuật thẩm mỹ thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh, vận khí con người. Có trường hợp thay đổi tốt, cũng có trường hợp thay đổi theo hướng xấu. 4 đặc điểm sau trên gương mặt bạn tuyệt đối không nên chỉnh sửa. Cắt mí, phá cung điền trạch, tài sản hao tổn nặng nề. Xem tướng khuôn mặt, phần nằm giữa mắt và lông mày, tức mí trên mắt, được gọi là cung điền trạch. Cung điền trạch sẽ thể hiện tài sản của một người, gồm có bất động sản như đất đai, nhà cửa hay tiền bạc, sổ tiết kiệm. Cắt mí hiện nay là một trong những dịch vụ thẩm mỹ được ưa chuộng và làm nhiều nhất bởi tương đối đơn giản mà không mất nhiều thời gian. Thế nhưng, bạn nên chọn loại hình, phương pháp tốt nhất để không để lại sẹo. Bởi chỉ cần để lại sẹo trên mí là cung điền trạch bị phá. Nếu phẫu thuật thẩm mỹ mà có sự thao tác ảnh hưởng đến phần cung điền trạch, phá vỡ khí tướng ở đây như cung điền trạch bị phá, bị lông mày che lấp hay có nốt ruồi, hình xăm thì đều có thể gây tổn hao tài sản của bạn. Ngày nay, chuyện phẫu thuật từ mắt một mí thành mắt hai mí vô cùng phổ biến. Nếu làm thì khó tránh khỏi sẽ để lại một đường sẹo mờ trên mí mắt. Tuy nhiên, y học càng ngày càng hiện đại, bạn có thể chọn loại hình thẩm mỹ tốt nhất không để lại sẹo. Bởi nếu sẹo lộ ra ngoài, tức là nhìn bên ngoài thấy sẹo, thì cũng giống như cung điền trạch bị phá. Theo nhân tướng học, nếu phạm phải điều này thì vận khí từ 35 đến 40 tuổi sẽ bị ảnh hưởng. Trong những năm này, tài sản có thể sẽ xảy ra tranh chấp thị phi, gây tác động xấu đến vận mệnh cuộc đời. Độn cằm nhọn, cả đời bạc phúc. Theo thuật tướng số, đàn ông tướng hoàn hảo nhất là cằm vuông. Nó đại diện cho sự trưởng thành, chín chắn, trầm ổn, hành sự quyết đoán. Còn phụ nữ tốt nhất là cằm tròn, có thế cuộc đời mới viên mãn, hạnh phúc. Chẳng thế mà từ xa xưa, người ta đã tôn vinh nét đẹp chuẩn mực là đàn ông mặt vuông chữ điền, phụ nữ mặt trái xoan. Tuy nhiên, hiện nay người ta đổ xô nhau theo nét đẹp cằm vi lai, cằm nhọn. Các cô, các chị vì muốn mình trở nên hợp thời, sang trọng như các ngôi sao hàng đầu mà cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ, biến hình từ cằm tròn thành cằm nhọn. Nhưng nhân tướng học cho rằng người mà cằm quá nhọn thì dễ nảy sinh nhiều điểm khó chịu như tâm tính thất thường, nóng giận, vô cớ, có thể xem đời người qua tướng cằm. Cằm quá nhọn còn dễ ảnh hưởng đến hậu vận, tuổi già không được an lạc, thái bình. Nâng mũi, khắc chồng, cả đời cô quạnh. Trong tướng khuôn mặt, mũi nằm ở vị trí vô cùng quan trọng, đại diện cho cung tài bạch và suy nghĩ chủ quan của cá nhân. Với nữ mệnh, mũi còn đại diện cho cung phu nữa. Khu vực sống mũi nằm giữa hai mắt và là khởi điểm của mũi, được gọi là sơn căn. Nếu sơn căn quá thấp thì chứng tỏ nữ mệnh khó được hưởng hồng phúc của chồng. Cũng chính là khó lấy được người chồng như ý.
Đồng thời, vận khí của người chồng cũng xấu, cuộc sống khó khăn, vất vả. Trong trường hợp này, có thể nâng sống mũi lên một chút để sơn căng cao hơn, vận khí cũng tốt hơn phần nào. Tuy nhiên, nhiều cô gái vì chạy theo vẻ đẹp thời thượng mà phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, đem sống mũi đôn lên thật cao. Vốn dĩ, sống mũi vừa phải, đầu mũi tròn đầy đặn là tướng vượng phu. Nhưng vì đẹp mà đem sửa cho sống mũi cao, đầu mũi nhọn, phá tướng từ tốt thành xấu. Mũi lúc này nhọn giống như lưỡi dao sắc, thành tướng khắc chồng, phải chịu đời cô quạnh, đơn côi. Trừ khi bạn là người phụ nữ mạnh mẽ, không cần sống nương tựa cùng ai, nếu không tốt nhất chớ nên ham mê thẩm mỹ mà sửa quá đà thành phá tướng. Nâng mũi vừa phải, bạn vẫn đẹp mà vận khí còn tốt lên nhờ nét tướng tốt. Tham thì thâm, muốn mũi cao như người phương Tây trong khi mình là người phương Đông. Các nét đẹp mới chẳng những không được hài hòa mà còn đánh mất đi nét đẹp cũ, mang theo những may mắn đi mất, chỉ còn xui rủi không ngừng ghé qua. Lông mày rụng, nhân duyên giảm sút, cô đơn suốt đời. Lông mày là đại diện cho cung huynh đệ, cung bằng hữu, chính là chỉ các mối quan hệ xã hội. Nó cũng là cung tài bạch thứ hai trong nhân tướng học. Những cô gái lông mày thưa mỏng có thể chọn cách đi theo lông mày. Làm vậy có thể giúp cho nhân duyên vượng phát, quý nhân phù trợ. Tuy nhiên, hãy nhớ kỹ là không bao giờ được cạo hết lông mày đi, dù là sau đó bạn có vẽ hay theo lông mày. Nhìn bên ngoài không ai phát hiện ra bạn không có lông mày, nhưng kỳ thực vẫn chẳng thể thoát khỏi việc phá tướng. Lông mày không có cũng là điềm báo tài lộc tiêu tán, cô đơn hiu quạnh, không người bầu bạn. Phụ nữ thường rất dễ bị hấp dẫn bởi những lời nói đường mật, cũng dễ bị lung lay và tác động bởi những lời khen chê xung quanh. Do vậy, nhiều người tìm đến với phẫu thuật thẩm mỹ chỉ bởi những lời nói tác động từ bên ngoài. Ít chị em biết rằng có những đặc điểm trên cơ thể tưởng xấu nhưng hóa ra lại là điểm tốt lành, mang đến tài vận, hạnh phúc cho mình. Có 5 đặc điểm trên cơ thể người phụ nữ tưởng chừng như xấu nhưng lại rất tốt. Cùng theo dõi phần tiếp theo của video để biết đó là 5 đặc điểm gì nhé quý vị. 1. Ngón tay ngắn, thô. Tay là bộ phận được rất nhiều phụ nữ để ý đến. Các chị em ai cũng muốn được sở hữu một đôi bàn tay thon dài và trắng trẻo, nên nhiều người cảm thấy tự ti, thậm chí là giấu đi đôi bàn tay thô kệch của mình. Thế nhưng các chị em lại không hề biết rằng đôi bàn tay tưởng chừng không đẹp, nhiều người chê ổng eo ấy lại là nét quý tướng, đặc biệt tốt cho chồng con. Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu đôi bàn tay ngắn, thô là những người dễ gặp may mắn về tiền bạc, danh vọng. Họ mang số mệnh giàu sang phú quý, phát tài được là điều không có gì bất ngờ. Những người sở hữu đôi bàn tay tưởng chừng không đẹp ấy, như những viên ngọc thô, trải qua càng nhiều rèn giũa, vất vả sẽ càng sáng, càng già càng được hưởng nhiều phúc đức trời ban. Họ có khả năng chịu đựng giỏi, không hay kêu ca và sẵn sàng đối mặt với nhiều thử thách. Chỉ cần nhìn thấy cơ hội, họ sẽ không ngại mà bước tới. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nên những người này cuộc sống sung túc, giàu sang, tài lộc tăng theo cấp số nhân, càng già, tài lộc càng sáng. 2. Mông và đùi to. Nhiều chị em phụ nữ tự ti khi mình không được sở hữu một cặp mông săn chắc cùng đôi chân thon gọn. Tuy nhiên, đó lại không phải là tiêu chuẩn của cái đẹp, vì bản thân mỗi người phụ nữ đều ẩn chứa sự quyến rũ của riêng mình. Những người có mông, đùi to, vốn từ xưa theo quan niệm dân gian đã được đánh giá là nét tướng may mắn, báo hiệu có phúc về đường con cái. Họ được cho là dễ sinh nở và còn chăm sóc con cái khéo léo, giỏi giang. Còn theo nhân tướng học, những người này thường từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình điều kiện dễ lấy được chồng có địa vị. Bản thân họ cũng là người có danh vọng, nhất là khi bước vào tuổi trung niên, tiền bạc chẳng khi nào là vấn đề. Không chỉ vậy, họ còn là người may mắn nhiều đường và lan cả phúc khí sang cho những người bên cạnh. Con cái họ sinh ra khỏe mạnh,
lớn lên con đường sự nghiệp cũng hanh thông, chồng thì gặp khó khăn là có người giúp đỡ. Nhìn chung, đây là nét quý tướng, vượng phu ích tử mà các chị em nên trân trọng, đừng vì thấy không thẩm mỹ mà tự ti. 3. Trán sân bay. Trán là thường điểm đầu tiên người ta nhìn vào khi tiếp xúc và cũng là nơi thể hiện một phần trí tuệ, sự thông minh của một người. Trong cổ tướng học, trán là bộ vị cực kỳ trọng yếu của việc xem tướng. Tùy vào độ rộng hẹp, nông sâu của hình dạng trán mà ta có thể đoán một phần tính cách, trí tuệ và vận mệnh của một con người. Đối với người phụ nữ, đây là vị trí cho thấy được cung mệnh, phúc lộc và phúc đức. Theo nhân tướng học, người trán cao rộng là người thông minh xuất chúng, học rộng, tài cao và rất may mắn trong cuộc sống. Những người này không chỉ sáng dạ mà còn biết tận dụng năng lực của bản thân để sớm thành công trong sự nghiệp. Nếu trán cao mà bề ngang rộng thì người này đặc biệt may mắn, rất có tướng lãnh đạo, càng về hậu vận càng có địa vị. Đứng trên trăm người, người có trán cao, bề ngang trung bình thì là người rất có óc sáng tạo. Phụ nữ trán cao, rộng, sau khi kết hôn sẽ càng thuận lợi đường tài lộc. Người này khi gặp đúng thời cơ sẽ phát triển không ngừng. Họ là niềm tự hào của gia đình, của chồng con, ai cũng trân trọng. 4. Mũi củ tỏi. Theo nhân tướng học, mũi tượng trưng cho thổ tinh. Núi không ngại cao, đất không ngại dày mới có thể sinh sôi vạn vật. Mũi củ tỏi được xem là một trong những nét quý tướng. Đặc trưng của loại mũi củ tỏi là sóng mũi bằng và nhỏ, hai bên đầu mũi và cánh mũi nở ra nhưng lỗ mũi nhỏ. Người có tướng mũi này tính tình ngay thẳng, biết tiết kiệm, chu toàn cho gia đình. Họ thường ít khi thuận lợi, đạt được thành công khi còn trẻ, song đến trung niên sẽ phát tài phát lộc. Tướng mũi củ tỏi kết hợp với ngũ quan tròn trịa, đầy đặn chính là tướng vượng phu, đại phúc đại lợi cho chồng con. Những người phụ nữ này sẽ giúp chồng con sự nghiệp hanh thông, dễ dàng thăng tiến. 5. Mũi to. Trước nay, người ta luôn quan niệm tướng mũi to là tướng tốt, không tỷ phú thì cũng làm quan to, có chức có quyền ai cũng nể trọng. Thế nhưng, nhiều chị em lại không thích chiếc mũi to này vì cho rằng nó phá hủy khuôn mặt. Họ tìm đến thẩm mỹ viện để gọt bớt cánh mũi đi. Việc làm này là hoàn toàn sai lầm, bởi không chỉ đàn ông, phụ nữ mũi càng to, sống mũi thẳng, chớp mũi tròn đầy đặn là người có vận mệnh cuộc đời rất tốt. Người này sớm thành đạt từ trẻ, tới trung vận thì ổn định, tài chính dư thừa và cho tới hậu vận thì có chức quyền, có tiếng nói trong xã hội. Không chỉ vậy, nhờ giỏi giao tiếp họ còn kiếm được các khoản khá khá, đủ để con cháu đời sau tiêu không hết, lấy vốn làm ăn. Trong cuộc sống gia đình, người phụ nữ mũi to được mệnh danh là vượng phu ích tử, giúp ích cho sự nghiệp của chồng, làm rạng danh gia tộc. Hai bên lông mày không cân xứng. Theo nhân tướng học, những người có lông mày mất cân xứng được thần tài chiếu cố che chở. Họ là người dễ được quý nhân trợ giúp mỗi khi gặp khó khăn, gặp dữ, hóa lành. Nhìn chung, đây là nét quý tướng mà người phụ nữ cần trân trọng. 7. Cằm ngấn mở. Phụ nữ thời nay thích chạy theo mốt mặt, V-line, giảm cân hết mức để cằm không ngấn mở, vô tình làm mất đi tài lộc của chính mình. Cằm trước nay đều được ví như kho của cải của một người. Cằm càng dày, càng ngấn mở thì càng giàu sang, phú quý. Ngoài ra, người phụ nữ có cằm ngấn mở còn mang lại may mắn cho chồng, giúp đỡ chồng những lúc khó khăn nhất. Ngoại hình cũng chỉ là một phần trong việc đánh giá người phụ nữ đẹp. Một người phụ nữ đẹp toàn diện là người phụ nữ không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn đẹp về tâm hồn. Hãy biết cách làm cho mình đẹp lên mỗi ngày bằng những việc làm đơn giản sau đây mà Vạn Điều Hay mách nhỏ cho các chị em nhé. Luôn nở nụ cười tươi. Phụ nữ đẹp nhất là khi nở nụ cười rạng rỡ trên môi, là khi có đủ khả năng để cảm nhận những suối nguồn hạnh phúc từ mỗi kẽ sâu, ngách nhỏ trong tâm hồn.
luôn tự tin vào giá trị nguyên bản của chính mình, mỗi ngày không ngừng hoàn thiện bản thân, nỗ lực sống một cuộc đời cảm hứng và thiện lành cho đến tận cùng. Hạnh phúc có được từ những điều đơn giản, mọi cảm xúc tích cực đều có thể kiến tạo nên niềm hạnh phúc trọn đầy nơi tâm thức. Ăn nói dịu dàng, chuẩn mực. Tiến hành một số nghiên cứu và khảo sát, các nhà khoa học nhận thấy rằng đàn ông rất thích, ấn tượng và đặc biệt bị thu hút với những người phụ nữ có giọng nói ngọt ngào, nữ tính, nhỏ nhẹ, bởi nó có liên quan đến tuổi trẻ và sự hấp dẫn. Trên thực tế, phần lớn đàn ông rất thích những người phụ nữ có giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng, và đây thật sự là một thỏi nam châm mà không phải ai cũng may mắn có được. Theo một nghiên cứu khác lại cho thấy rằng đàn ông cũng thích phụ nữ có cách nói chuyện tương tự như họ, chẳng hạn như tốc độ lời nói, phát âm. Đơn giản nhưng vẫn có thần thái. Nói chung, đàn ông không thích phụ nữ quá chân diện, quá chăm sóc bản thân hoặc suy nghĩ quá phức tạp. Những người phụ nữ phức tạp không phải mẫu phụ nữ lý tưởng để cho đàn ông theo đuổi, bởi vì họ quá bí ẩn, quá khó khăn để giải mã, và đàn ông mãi mãi không biết được họ nghĩ gì. Còn người quá chăm sóc bản thân thường có xu hướng không thích mọi thứ, ví dụ họ không thích dơ, không thích sự mạo hiểm, không thích quần áo lượm thượm. Đó là lý do vì sao đàn ông chỉ muốn gần gũi người phụ nữ đơn giản, không cầu kỳ trong vẻ bề ngoài, trang điểm và làm tóc quá lố hay quá khó khăn để hiểu thấu cô ấy. Chẳng ai muốn tìm kiếm một người bạn đời như thế. Vì vậy, sự tinh tế, đơn giản ở người phụ nữ lại trở thành điểm thu hút đàn ông vô cùng mạnh mẽ. Bạn biết không, con người ta không phải cứ xinh đẹp thì mới là đáng yêu, mà là đáng yêu nên mới trở nên xinh đẹp. Nếu thực sự cảm thấy ngoại hình không được đẹp thì có thể chỉnh sửa đôi chút, nhưng không được quá đà. Nếu chỉnh sửa nhiều có thể sẽ khiến cho vận khí thay đổi. Thay vì quá chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài, chẳng thà chúng ta cứ tự mình tu tâm dưỡng tính. Tướng do tâm sinh, tâm tốt, tu dưỡng tốt thì chắc chắn sẽ có tướng tốt, cát khí tự nhiên theo nhau mà tới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Vạn Điều Hay.